Thì đây hiện tại là tất cả anh chị em mình đang chờ đợi á, thì ở đây là cái nơi quầy mua măng về. Mà khách hàng quá trời chấn động má ơi. Ê! Quá trời ơi, quá trời khách hàng luôn rồi. Thì bữa nay á chủ nhật chấn động luôn rồi, ba hàng, bốn hàng luôn rồi, trời gian động luôn rồi trời. Chết rồi, bữa nay như cái ngày khai trương luôn, cho nên là Ti Thi tranh thủ để đi vô trong đâm gỏi nha. Nãy giờ có ai chờ lâu chưa? Chờ lâu phải không? Chờ lâu rồi phải không? À, chờ từ sớm tới giờ. Ồ đẹp trai vậy trời. Đi mấy người? Ở đâu đến? Có chỗ ngồi rồi phải không? Có chỗ ngồi rồi. Vậy chờ đợi tí xíu nha. Bây giờ em tranh thủ. Nhớ nha, đi hai người, ba người kêu một thứ một món thôi, chân gà, bò viên và trà tắc. Mình đừng kêu nhiều quá nha. Gỏi á, một phần ăn được hai ba người nếu mà kêu combo. Cho nên là gọi nhanh gọn lẹ. Thì thôi bây giờ đây nè, giờ khách hàng đang chờ đợi gian động rồi. Đó, bây giờ gian động rồi đó. Bây giờ Ti Thi sẽ tranh thủ đi vô đâm gọi để phục vụ tất cả anh chị em mình tại Ti Thi Bình Dương. Bữa nay á bận rộn quá trời à, không có thời gian luôn. Bây giờ mà khách đứng sắp hàng kìa, cho nên là phải ăn cơm trước để lấy sức phục vụ khán giả mình từ đây tới chiều. Hồi nãy giờ là đâm, nãy giờ là 2 tiếng đồng hồ đó, cho nên tôi không tranh thủ. Bữa nay ăn cơm cánh gà kho mặn kèm chung với canh bí, ăn vậy mới có sức. Thế mà bán hoài là tới chiều là sậm nụ. Bữa nay thấy em baby không? Nhìn baby cute không? Baby one more time, take me to your high. Tôi không có vậy. Bữa nay cái đầu thiên à, lãnh gọi. Mấy chị chờ đợi trong giây lát nha mấy chị ơi. Ba ba kìa. Ba ba bữa nay trang điểm với bỏ tắt thiên quá. Rồi còn nữa má ơi, má dậy bà. Võ Thác Thiên bóc gỏi. Còn đây là Na Cha xuống đâm gỏi. Hôm nay tôi biến hình Na Cha. Anh nó đẹp trai quá hả? Cái anh áo cam kìa. Áo cam đi với ai vậy? Cao 1m8. Khuôn mặt của Ronaldo. Tướng này đem đi đá banh được. Tối đá em. Rồi, khách đang chờ đợi đông quá. Hello, xin chào mọi người nha. Mọi người hãy đợi trong giây lát. Bây giờ vậy nè, đi 3-4 người. Một người mình nói giữ bàn, một người đi ra ngoài sắp hàng để kêu món ăn bưng vô nha. Thì sau đây bây giờ hiện tại là giờ em hết gỏi rồi. Phan từ từ, nghe nè. Từ từ đi đâu vậy, nhà ở đâu vậy? Dạ, Đại Nam. Ở Đại Nam hả? Sao mà dữ dằn vậy? Dạ, dạ. Chị không nổi nè, ôm em cái coi. Xiết em mạnh lên đi. Xiết em đi anh. Trời ơi, đã quá à. Trời ơi, tối nay ngủ hết được rồi. Trời ơi, tối nay mơ mẩn tới anh này rồi. Sao chịu được nè. Tối nay em về, anh về sao em chịu nổi. Em ngủ không nổi. Em ngủ không được rồi. Giờ chết rồi, chết. Anh ơi, từ từ. Anh ơi, đừng đi về mà. Đó, ôm cho nó đã một cái, lấy sức để cảm giác em mới đâm gỏi nữa. Ồ, nó đã quá trời rồi, trời ơi. Con nhà ai sao mà đẹp trai dữ vậy. Yếu gì mà có bầu tối nay với ảnh luôn á. Ôm anh cái muốn có bầu liền. Không muốn cho anh về luôn á. Giờ anh đi về mẹ rồi, anh đi với bạn trai ảnh. Tức ghê dễ sợ. Anh đi với bạn trai ảnh thiệt, trời ơi là trời. Không mình ôm ảnh nãy giờ anh có chồng rồi. Chị em má ơi. Chủ nhật nha. Mọi người ơi, coi cái anh hồi nãy đó ở đâu đó, mọi người giới thiệu cho Thi nha. Để tối thì bán gỏi xong thì đi qua nhà anh thì kiếm ảnh. Anh hồi nãy á. Nếu mà thấy nha, nếu biết ảnh ở đâu á, nhớ thông báo cho Thi nha. Nhắn tin qua cho em nha. Địa chỉ cụ thể này nọ nha, tên nha. Đã quá trời rồi kiểu này á. Rồi sao đâu, bán đi có thiếu nợ người ta không? Nếu thiếu nợ khỏi quay phim. Cho dây tiền góp không bà nội. quên đóng hụi hay gì á, sợ hoài à. Ờ đẹp trai không? Tối nay cho qua ngủ ké bển đi. Gài kèo đi cho em qua bển. Em mà làm mệt cỡ nào vậy mà có trai là tỉnh liền à. Hả? Không có trai rồi tôi tỉnh liền hết mệt. Đang mỏi tay mỏi chân mà thấy trai có ôm mới dễ tỉnh luôn. Đỡ nè. Đúng rồi.
Bây giờ phải dục qua tùm lum hết trơn mới đi ra ôm cái để đi về uổng, đúng không? Không được ôm. Cảm ơn nha, ngồi chơi vui vẻ nha bà. Và mấy cô ăn rồi chưa? Đi về hả? Ở đâu đến? Ở đầu đường có bán buôn gì không? Bán buôn gì không? Có hả? Mấy bữa nay khách người ta dồn về đây hết trơn rồi. À bữa nay mới vô ăn được phải không? Bữa nay em đâm gỏi rất là nhiều luôn á, bữa nay em đâm cho dư á. Bữa nay dư nhiều lắm. Bữa nay làm cho nhiều rồi, ông xã đi với ai? Đi với bạn gái hả? Đây nè, vô đây. Rồi đến từ đâu? Bình Dương. Bình Dương luôn hả? À. Ôm em đi anh. Rồi đã quá vậy. Rồi anh lần đầu tiên đến quán em ăn hả? Đúng rồi. Sao đẹp trai vậy? Rồi nhà gần đây không? Không, nhà ở Thuận An. Nhà ở Thuận An hả? Rồi bữa nay có đi làm không? Có mới làm. Rồi anh có coi YouTube em không? Có thấy em thích không? Thích. Rồi được ôm em vậy tối ngủ được không? Không được hả? Thôi vậy tối ngủ chung mới được. Tối nay về ngủ với em nha. Ngủ chung mới được. Cưng quá trời. Ghét ghê gì đó. Không có người yêu cái nữa tém đi nữa. Không có để lâu. Trời ơi. Giờ địa chạy. Ê đi đâu vậy bà? Ê nó nghe nè. Sao? Bà ở đâu vậy? Em ở dưới Tân Nguyên nè. Rồi xài kem gì mà trắng dữ vậy? Hả? Hả? Xài kem trộn. Kem trộn hả? Ồ mua cái chị nữa đó. Vậy hả? Mua cái chị hả? Có thương hiệu không bà nội? Có. Có thương hiệu kem trộn hả? Tự trộn luôn hả? Tự trộn. Ủa cái này là kem có ba loại nha, trắng bạch tạng, trắng thường, trắng tự nhiên. Là bà là trắng gì? Không biết nữa. Không biết à? Ê nó nghe nè bà nội, vô đây nè. Rồi chị em hay gì vợ chồng vậy? Chị em. Mẹ bà chị con nãy em. Bà nào chị? Bà là chị hả? Nè. Ủa em ở Bình Dương luôn hả? Dạ. Có vợ có chồng gì chưa? Trời nó không có vợ nữa. Chị nào có chồng hả? Chồng hả gì? Không. Vậy anh quay phim đi, anh quay phim đi. Được không? Thích trắng, thích luôn trắng trắng nhưng mà ê trắng từ trên đến dưới vậy. Rồi có chỗ nào đen không? Không. Rồi có bạn trai bạn gì chưa? Chưa hả? Rồi có công khai không? Ê má mấy nhà biết rồi, nhà biết hỏi. Nhà biết hết hả? Ba má biết hết rồi hả? Má biết rồi. Ê dễ thương quá à. Thoa kem dôi. Em này thoa kem dôi. Thôi kem dâu á, vô chét nhà á gì nó trắng quá trời ơi. Cảm ơn em nha. Ủa này là chồng em nè. Hai vợ chồng đứng vô coi bà. Rồi đứng vô. Rồi đứng vô nè, đứng chụp hình nè. Vô chụp hình. Rồi ngày mai lên chương trình coi nha bà. Để chia sẻ nha. Bạn dẫn đi. Bạn dẫn đi hả? Bữa nay bạn gái hay bạn trai dẫn đi? Bạn gái. Có bạn gái ngồi. Đâu? Thôi đừng kêu, nó ghen đó. Đừng cho nó thấy. Cho nó thấy trên chương trình thôi. Em, chị mượn người yêu em đi chơi tí nha. Ủa đẹp trai quá à. Rồi đi về hả? Giờ đi về hả? Trời ơi thấy cưng vậy kìa, bạn gái kìa ngồi về nhéo chết đó. Vui vẻ nha. Em ơi đừng ghen chị nha. Ôm đã quá em ơi. Rồi mấy anh này cũng làm trong công ty luôn hả? Rồi có bao giờ làm công ty người ta cho nước ngọt uống không? Uống hả? Cho chị hỏi có nước gì ngon không? Thì mấy anh không uống hả gì? Chị. Mấy anh không uống hả? Dễ thương quá, ngồi chơi vui vẻ nha. Giờ có thằng khác rồi, giờ kiếm thằng khác một cái. Ba người, bốn người luôn. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 17. 17 tuổi à? Có bạn trai, gì chưa? Có bạn gái rồi. Có bạn gái rồi hả? Chơi đa hệ chơi không nổi. Sao vậy? Một hệ được rồi. Người tôi có làm gì đâu mà chơi không nổi, chơi tôi cũng giống như gái thôi. Dạ, không được. Hả? Gái làm sao, tôi như vậy thôi, chỉ khác tôi không đẻ thôi đó. Tôi mà đẻ được, tôi đẻ 100 đứa. Dạ. Cho hỏi coi bữa nay ăn gỏi với ăn cái gì? Ăn gỏi với bò viên không? Không. Có chà chân gà gì không? Ăn gỏi hả? Ăn gỏi thôi hả? Ăn gỏi được không? Mặn không? Ngon. Mặn hả? Ngon hả? Ngon chứ kiểu em ăn được không? Được hết á. Được. Được. Nhìn coi được không? Được hết. Rồi chụp đi bà. Cảm ơn nhiều nha, vui vẻ nha. Thật ra là như vậy nè, thời gian cũng ít có nữa cho nên tất cả anh chị em đến ở đây cũng rất là đông đúc. Và đặc biệt tất cả anh chị em yêu mến Thi rất là nhiều. Cũng xin chương trình hôm nay cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách luôn luôn quan tâm đến ủng hộ Thi trong suốt thời gian vừa qua. Từ thành phố cho đến Bình Dương và Tây Ninh. Cho nên tất cả anh chị em yêu mến mỗi ngày Thi cũng xin chân thành cảm ơn. Và đặc biệt là Thi không có thời gian để phục vụ tất cả anh chị em mình nhiệt tình cho lắm. Chỉ có buổi tối nè, 22 giờ gần 23 giờ rồi, giờ này còn vẫn còn đi ra đây để quay chương trình cho tất cả anh chị em mình xem nữa. Thì cũng rất là vui luôn, anh chị em đến giờ này mà vẫn đông. Hiện tại là 22 giờ mà ở ngoài đường đến rất là đông luôn. Bữa nay là ngày Chủ nhật rồi đó, cho nên là khách hàng về bớt rồi đó. Thế không thôi là nghẹt cứng nhà luôn, trời ơi, cứng tràn lan luôn. Mà nó vui thiệt, ai cũng đến ở đây giống như là tất cả các nơi các tỉnh luôn. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đại Nam, thành phố Hồ Chí Minh, rồi bắt đầu cái Đồng Nai, rồi Vũng Tàu hoặc là ở đâu bất cứ. Người ta cũng show up về đây, em ăn rồi chưa em? À, có trai đẹp bưng cho em đó ha. May mắn quá trời luôn, được anh trai đẹp bưng cho em. Thật ra tất cả các khách hàng đến ở đây cũng rất là vui. Anh này anh đẹp trai quá mà anh có vợ rồi mà anh có con luôn.
Còn vợ anh cũng quá đẹp luôn, sao mình chặt chém với bà được, mình lấy chồng bà được đây. Cho em hỏi bữa nay đến ăn gỏi thấy được không? À, cũng lan truyền nhiều ha. Giờ nãy vô có sắp hàng không? Hay là vô có luôn? À, vô giờ này là có luôn. Không, vô giờ tối là sẽ có luôn, còn vô mà buổi trưa quá đông cho nên không có sắp hàng. Quen gì. Và sau đây chương trình cũng xin hình cảm ơn tất cả anh chị em. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV TT vào clip ngày mai.